Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Sanmolin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Sanmolin cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Sanmolin Sabutamol Công dụng chỉ định của Sanmolin Sabutamol điều trị hen phế quản, co thắt phế quản và hô hấp nghịch thường do tắc nghẽn đường thở. Giảm co thắt phế quản trong mọi loại hen phế quản. Dùng trong thăm dò chức năng hô hấp. Điều trị cơn hen, ngăn cơn co thắt phế quản do gắng sức. Điều trị tắc nghẽn đường dẫn khí hồi phục được. Điều trị cơn hen nặng, cơn hen ác tính. Viêm phế quản mạn tính, giãn phế nang. Cách dùng. Thuốc dùng đường uống. Liều dùng. Người lớn, liều khởi đầu tối thiểu là 2mg, 3 đến 4 lần một ngày. Liều người lớn thông thường là 4mg, 3 đến 4 lần một ngày. Có thể tăng đến tối đa 8mg, 3 đến 4 lần một ngày nếu như không hiệu quả. Người cao tuổi, ở những bệnh nhân cao tuổi và những bệnh nhân có nhạy cảm bất thường với nhóm thuốc kích thích beta adrenergic có thể bắt đầu với liều điều trị tối thiểu 2mg 5ml 3 đến 4 lần ngày. Trẻ em 2 đến 6 tuổi, liều khởi đầu tối thiểu là 1mg 3 lần một ngày. Có thể tăng lên đến 2mg 3 đến 4 lần một ngày. 6 đến 12 tuổi, liều khởi đầu tối thiểu là 2mg 3 lần một ngày. Có thể tăng lên 4 lần một ngày. Trên 12 tuổi, liều khởi đầu tối thiểu là 2mg, 3 lần một ngày. Có thể tăng lên 4ml, 3 đến 4 lần một ngày. Chống chỉ của Sanmolin Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Chống chỉ định trong các trường hợp dọa xảy thai trong 6 tháng đầu tiên của thai kỳ. Chống chỉ định dùng sabutamol phối hợp cố định với ipratropium bromide cho người có tiền sử mẫn cảm với lycithin đậu nành hoặc thực phẩm có liên quan đến đậu nành, đậu phộng. Lưu ý khi sử dụng Sanmolin. Thuốc giãn phế quản không nên là phương pháp điều trị duy nhất hoặc chính ở bệnh nhân hen suyễn nặng hoặc không ổn định. Bệnh hen suyễn nặng đòi hỏi cần phải được đánh giá bệnh thường xuyên, bao gồm các xét nghiệm chức năng phổi, vì bệnh nhân có nguy cơ bị các đợt cấp nghiêm trọng và thậm chí là tử vong. Các bác sĩ nên cân nhắc sử dụng liệu pháp corticosteroid đường uống hoặc liều khuyên cáo tối đa của corticosteroid dạng hít ở những bệnh nhân này. Bệnh nhân nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu việc điều trị bằng dung dịch uống sabutamol kém hiệu quả hơn. Tác dụng phụ của sanmolin Run rẩy, đau đầu, nhịp tim nhanh, đánh chống ngực, chuột rút cơ bắp. Tương tác Các chế phẩm sabutamol đường uống và các thuốc chẹn beta không chọn lọc, chẳng hạn như propranolol không nên được sử dụng cùng nhau. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh, Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Sanmolin, đồng thời biết cách sử dụng Sanmolin, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham